Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thông qua đồng thầy Nguyễn Hiệp cùng đệ tử trưởng văn phòng luật sư Thủy Hà Nội cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho các cháu con gia đình hộ nghèo, cận nghèo, con gia đình thương bệnh binh, các cháu khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tới dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía Ủy ban thị trấn Đại Đình có ông Trần Quốc Bình, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đại Đình. Xin trân trọng kính mời giới thiệu bà Đặng Thị Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đại Đình. Để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đồng thầy Nguyễn Hiệp đại diện cho nhà hảo tâm, xin trân trọng ông Nguyễn Văn Hải đại diện cho Hội chữ thập đỏ huyện Tam Đảo. Ông Vũ Văn Hòa đại diện cho đền thượng Tây Thiên. Tôi xin trân trọng giới thiệu cùng các ông bà bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể tổ dân phố để thăm các cháu thiếu nhi cùng toàn thể nhân dân có mặt đầy đủ tại buổi lễ trao quà ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, sau đây tôi xin trân trọng giới kính mời ông thầy Nguyễn Hiệp nên phát biểu ý kiến. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu cùng quý cô bác anh chị, các cháu học sinh, hôm nay thì cũng là một cái nhân duyên rất là lớn mà chúng tôi được về tại địa phương này, về tại trước sân đền Quốc Mẫu Tây Thiên để tổ chức cái buổi thiện nguyện này. Trước tiên thì chúng tôi xin có lời cảm ơn chân thành gửi đến các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, gửi đến ban quản lý đền Quốc Mẫu Tây Thiên đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể tổ chức buổi thiện nguyện tại sân đền thảo Quốc Mẫu Tây Thiên. Thì bản thân chúng tôi là những người có nhân duyên với cửa thánh, là con nhà thánh, được về lân mẫn xin lộc thánh mẫu tại tại nơi đây, thì cũng trên thì có một cái buổi hầu thánh mông ân Phật thánh, sau đấy thì cũng có một cái hoạt động thiện nguyện để mà nêu cao cái tinh thần tốt đời đẹp đạo, tương thân tương ái trong cái tháng nhân đạo. Thì kính mong là một chút phần quà là lời động viên, lời hỏi thăm
tới toàn thể các gia đình, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và có một cái tinh thần tích cực nhất để vượt qua được cái khó, cái khổ, cái nghèo. Xin cảm ơn ạ. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời lãnh đạo Ủy ban Trần Quốc Bình, Chủ tịch Ủy ban. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo, quý bà con nhân dân cùng các em học sinh thân mến, nhân dịp tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và thị trấn Đại Đình nói riêng, hôm nay rất vinh dự cho thị trấn Đại Đình có được các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, đặc biệt đồng thầy Nguyễn Hiệp đã có lòng tài trợ, ủng hộ và trao tổ chức một cái buổi trao tặng quà cho các cháu học sinh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thị trấn Đại Đình, tổng số là 100 cháu nhân dịp tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi ngày 1/6/2023. Thay mặt cho chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của các quý đại biểu, các nhà tài trợ, đặc biệt là đồng thầy Nguyễn Hiệp đã có lòng tài trợ, ủng hộ, giúp đỡ cho các cháu học sinh, các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thị trấn Đại Đình những món quà hết sức ý nghĩa nhân dịp ngày quốc tế 1/6/2023, và cũng là một cái dịp nghỉ hè của các cháu đã bắt đầu được nghỉ hè. Thì cũng rất là kính mong các quý vị đại biểu trong thời gian tới, nếu như có dịp quay trở lại với địa phương thì sẽ có những tấm lòng hảo tâm và quan tâm thêm hơn nữa cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Đại Đình. Và kính chúc các quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều thành công hơn nữa. Chúc các em học sinh luôn học giỏi, chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan trò giỏi, con ngoan trò giỏi và cháu ngoan Bác Hồ, và có một mùa hè đầy ý nghĩa. Và cũng mong rằng nhân cái dịp mà buổi diễn đàn này, chúng tôi cũng kính mong các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân hãy quan tâm đến các con, các cháu và các em học sinh, không cho các con, các cháu đi tự ý đi bơi ở các hố sâu, các bể bơi và các sông suối khi không có người lớn đi cùng. Chúng ta quan tâm đặc biệt và phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè này. Xin một lần nữa xin được cảm ơn và kính chúc sức khỏe, chúc buổi diễn đàn thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Thank you.
mãn đường niên tăng phú quý đức lưu hoàng nhật tiên
ơn trên đội đức đàn chỉ. Xuân an đi các khanh đi, hạ chi tiên nghi tài. Hình dung không đoái một vài cơ
cơn gió xuân. Cốt cách thanh tân nhì hình dòng nhì, cốt cách nhì thanh tân nhì, mời thiên chúa sơn lâm nhì mộng thượng xe loan hành xa hương hồi thanh mẫu đệ tam nhì, mời thanh mẫu nhì đệ tam xích lân long nữ dự đền loan phòng trang kinh xuyên ni sớm kết ni loan phòng thảo mai tiểu thiếp mi đem lòng người giao an chẳng xét ngay gian ni kinh xuyên chàng chẳng xét ni ngay gian vàng mười lỡ để lập than ni sao đành giải thoát giải thoát chi kiến hương quang minh vân đại biến pháp giới cung dường thập phương vô lượng phật hướng tại nhiệt lô phần bào đình trung đàn trầm chân nhang cúng hương đông điều nhiều liên huy động chư phật tổ tại hạ thiên cung thanh lương sơn la hán thập thù nhật gian cung nam mô hương cúng dường bồ tát na tát nam mô hương cúng dường bồ tát na tát nam mô hương cúng dường bồ tát na loan hành xa hồi cung có lệnh truyền ra thánh nhông có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cùng là chứng sinh ngô minh có phạm nam lành đánh đông dẹp bắc nê tung ngoanh mọi nơi bên đông cửa cứu cửa đài hành xa hồi cung đời chân thi mở mang nam hải đức đệ tam dòng dõi kim chi bao phen sắp ma truy kỳ xa hồi cung tam vị chúa mường dương văn ni tam vị chúa mường thỉnh chúa đệ nhất tây thiên ni giáng ngự đồng nước việt nam mi có ngàn đông lộ cõi bắc kỳ có núi tiên thánh giáng sinh giúp đời dân sơn đình là nơi sơ tài thấy một người khi khai khôn ngoan mẫu phó cho chú phụng sự khỏi khói nhang nguyện cầu quốc thái dân ni an thuận hòa cảnh thành ba long châu hồ phục mà suối dài oan dài cục minh chân trường sinh có lúc
dù bốn mùa chim cá vườn hót thoáng một màu xanh nghi ngắt cỏ hoa vui về nước chảy ngọt Thank you.
non sáng soi khắp miền trần dưới, đốt đi đuốc lên non sáng soi khắp miền trần gian, soi trong Nam Việt soi về Tây Thiên, soi trong Nam Việt soi về đến Tây Thiên. Soi từ thành thị tới kinh đô, soi cho đất nước bốn mùa đêm xuân, sóng đăng nai sang tỏa xa gần, soi đường lục đạo chấm gần đi mọi loài, soi đường lục đạo chấm gần mọi loài.
đua nhau bồng lại húp chúc lý thanh tao mọi thứ nở hoa cảnh lên tay điểm bà xa mừng cánh cổ thụ cùng với dăm ba cội tùng. Đã minh nguyệt phóng nghi quang là thế tài văn hoa đúc nghi tuệ quang huy thế gian liệu thế nan chi gió lại quang đại bà từ bi vô cùng. Thủ sắc phong bà phò vua giúp nước lại hộ trì nghi an ni quốc bán ra tây thiên ba cả thượng tòa. Còn ba ba trừ ta tiệc trung thu nghinh về đền cả sáng hai thôn hương hòa đền chúng tam dương hiệp hiệp chức thiên phong. Khai khôn ngoan mẫu phó cho phụng sự khói nhang. Bóng tôn quan ni phục mệnh đế đình giang y sát quỷ trừ tình nhẹ chóc ta chuyển trời đất xa chớp rồi đổi cơn nắng rông mình cây cối đổ số mưa tuôn gió thổi sấm ùm muôn loài quỷ bị khiếp mi rụng rời. Sai lối giang nghi
đến quỷ tàn. Phanh tam thì nghìn hồn bánh tôn quan vạn phép ai tình. Sống ngân cũng vượt bể đầy, bể đầy cũng qua tính. Sáu động tiên ngao bồng lại tiên cảnh không xa tình chút nào nghỉ. Văn võ mi nội chào nghề bá quan ni, văn võ nội chào nghề. Khi ra bệ ngọc khi vào đi tòa trương ấy. Phong thượng đẳng tôi nghĩ
Đình Ngô Thần khắp hoàng Đại Việt nên muôn dân đào công. Chuyển cơn giông cây cối đổ xuống hồi cung giám sát quyền cai trên ngàn nề quan đệ nhị quản cai thống chi tam giới khâm sai đại thần hồi cung trình giang tân doanh ngân lai lang anh vầng hồng soi dạng làm mình hồi cung ban phong sắc rồng choi choi ban phong quyền quan tiết chế uy hùng nghề dày vàng thánh xa hồi cung nước biết long lanh kỳ cùng nước biết long lanh nhớ người tráng sĩ sông tranh nghề uy ngay về truyền văn các quan ni tả văn yêu võ lưỡng ban đào đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đổi bản cương văn sư dâng lên thương lai văn sư dâng lên pháp sư tấu đôi ngài chùa biên rõ ràng phê cho kỳ từ trường sinh we'll be right back.
Thái Long Giang, việc triều đình luận bàn quốc sự, sát khê bộ bộ chiếu huy quang. Đức tôn quan sát ngự vân sắc chỉ hoàng thiên, đạo thần quan dẫn hải diệp thủy quái tà thần giữ yên miền Nam vĩ.
ước chi hào hùng nào có nhường ngày. Hình nhân bóng dáng khác vời, rõ ràng ngài là tướng trên trời giáng sinh. Phép hiển linh tà ma khiếp sợ, khắp mọi miền đất nước đón sông. Danh lam dô tích trang hoàng, Ninh Giang còn đó cho sắc vàng uy linh. Gương dũng kiệt soi đời sáng tỏ, tướng nhà trời thì vạn thọ vô cương. Ngại gì sóng gió é sương, đao thiên ngựa chiến cho cùng tên đại vàng. Long hồ trang hùng, lâu đài điện các chữ long đình nguy nga. Đất Ninh Giang huy hoàng dấu tích, đẹp muôn đời có sắc xa phong. Bút vàng biến chép sử danh, anh hùng trốn đo trước sông tranh lẫy lừng. Trường thì có xa chi hay, sống làm sao đang đền trai. Đây chàng dũng sĩ đắt tài lên công, con xin nguyện tích dương công đức, cuối xin ông ban phúc hà gia. Xin ông mở lượng hài hà, độ cho non nước nhà nhà hưng long. Con xin nguyện giữ lòng trong sáng, sám hối ông con chẳng có dám đơn sai. Xin ông hạ bút hoa khai, cho dân Nam Việt được biến tai vì đường. Con xin nguyện đèn hương dâng tiên, cúi xin ông thượng đến đồng gia. Độ cho nam nữ trẻ già, ai ai cũng được mặt hoa xa hồng. Con xin nguyện một lòng chí kính, thiết lễ nghi con chẳng có tình với ai. Chỉ xin quan lớn giang đài, cho con được hưởng lộc tài với công danh. Con xin nguyện trung thành tứ phủ, trước hội đồng văn vũ bách quan. Căn cao mở phủ tôn nhang, khi làm tội thanh con chẳng có than giàu nghèo. Con xin nguyện tu theo tiên giáo, ông khai cho học đạo được linh. Khai cho được trí thông minh, khai cho sóng nhân được tinh được cường. Con xin nguyện nghinh thừa tập phúc, cõi tục lầm than. Xin quan nhỏ cướp thiên nhan, cho con được hưởng bình an tháng ngày. Con xin nguyện theo thầy đến mạn thế, cúi xin ông cứu khổ độ mê. Xin
lông lấy nước hoài tề tắm cho đệ tử được mỏi bé thanh hương. Con xin nguyện trăm tông đường tổ miêu bay ông về khai chiếu căn duyên cho ba cô ông manh hậu tiền điền thoát đường trần tục được lên trang đài. Châu thôi lại trở sang đi cưới tướng bạch hổ lên châu hồ đường tiền thánh sáng hồi cung đồng đình con vua bát hải đồng đình tôn quan điều thân ni anh linh nghề khác thường ngồi cùng con vua thứ hai ông Triệu là con vua thứ hai đời Lê Thái Tổ quản cai triều đình ngồi cùng đền rồng sớm khuya vui vẻ đền rồng ngày chơi phủ kia lầu hồng trầu vào ra ngồi cùng tiên thánh thượng ngàn dâng văn châu đề nhi trên ngàn đồng nghi cuông tuần quan ni sáng đền chứng đây thành ra hồi cùng thánh thoại thiên thay để tam châu thánh thoại thiên thay hành vân hành vũ làm dày gió hồi cùng có châu đệ tử hạch danh nhẹ giỏi hồi cùng sông hóa quê nhà suối lân ni châu nằm vui cảnh vào ra sớm chiều hồi cùng nam thiên đệ thích vân thình mời châu lục ba giang hồi cùng kim giao trên ngàn châu bảy kim giao đêm đêm châu mắc phóng đào ngàn xanh thánh xa hồi cùng đại tướng Đông Nhung bát nàn đại tướng Đông Nhung nghi quê người Bạch Hạc trên vùng Phượng Lâu thánh xa hồi cùng cửu tỉnh bao xa đền thờ cửu tỉnh bao xa thình châu giá ngự xương ca bản đêm thank you.
đã phủ bóng khi miền Nghệ An. Trên đời đẹp nhất là hoa lan, nhân nhi thanh nhì sắc, bà làm quan trong triều thành tâm, con lễ bái tình kiều, chân ni quỳ vai kiều, mà trước sau trình bày. Quản phù mà sớm hôm
chuyên cần ai mà hữu phúc hữu nhân. Ai lên đồng mỏ chi lăng châu người nữ kiệt cứu dân tiền triều ánh xa ngồi cùng đường lên xứ lạng bao xa đường về Bắc Lệ tuy xa mà gần ánh xa ngồi cùng lịch sử tốt tươi bóng quan hoàng nghề lịch sử tốt tươi người ở trên trời quyền trần bốn ánh xa ngồi cùng đem quân lên ngàn hoàng đôi ầm ầm sấm nổ dây vang dập trời ánh xa ngồi cùng ông bơ toại đường đường song mao ôi mặt nhường gương tuyết thảo ôi hoài phòng ánh xa ngồi cùng phong quang trên bào hà chút đây phong quang man di các quận châu trang hàng đầu. Quan hoàng bảy nghề a ơi nha chỉ ban phước thượng đẳng thần đã được sắc nghe phong quyền cai quyền cai tam phủ công đồng công nghi đồng quyền hoàng cai quản lý thanh đồng bốn phương mi lúc nhàn hà bàn đèn nghi điều thuộc nghi
sen trà mạn thơm mi bay ô long tiên tử vơi đầy đầy phơi ni quan hoàng bảy bảo hà chính vì song nhan thập cơ diệu hoàng về chứng đến trung nga tích tăng cũng vàng kim phục hoàng thân thần thánh chúa tiên trung ngọt bùi kia
chân à chân à chân ngọt mùi kỳ chân. Khói đưa dịu dặt mơ màng, yên hạ hiểu thú lòng hoàng say. Cành ấy sân khê lão cài yên bái lồi về tây nhớ thiên. Quan hoàng bầy nhắn ai đất ni a ha bảo ông mi đêm bảo ha đêm ma mùi phong nguyệt ni a đó là tiên cảnh thân tiên sáng sáng lưu than tiên cảnh thần tiên trên bảo. Nào là lưu thủy nghi hoa mỹ cùng đào hoa, hỏi rằng cô tiên tiêm thuốc gì có tâm có đức nghi 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 mới được quan hoàng bầy đào sáng sáng liêu phàng theo là được theo ông bầy đào ngờ theo là được theo ông bầy có chữ đề đức nghi năng tương tuy tuy quan hoàng bảy ngài có say say một tí vừa
Phật lấy chữ A Di Đà là hơn cả. Tù nhân tịnh đức hoàng mây chép biên cho rõ ràng. Bao những kẻ ngang nhĩ tàn bạo ngược toan đi hại người, ông cho chẳng trước thời sau. Có sao chi đâu, sở nguyện được như ý, ông cho sở cầu tòng tâm. Đã lên đấng cầm mì cân này mực, cứ đem chữ tội chữ phúc để mà cân. Đừng có ai khoe mình đã tròn vẹn được. Khinh kẻ bần hàn cây đức kia mà đạt tốt hoàng cho vẻ vàng sau này. Mau mau sửa sang ra mà đừng hồn. Tiên cô nàng cả pha nước trà tàu, sơn ni lâm vừa ý, hoàng gật đầu vô vội. Tiên cô nàng tuổi trốn sơn lâm, đốt đỉnh nhang trầm tiên cô nàng tư, cô đốt nghi đỉnh nhang trầm ngọn đèn khêu cho tỏ, tay cô cầm móng. Dân kẹo bánh nguyên nàng nắm, cô dâng kẹo bánh nguyên, kẹo siêu cùng với thuốc lá, thật là canh tiền ai sánh nhiều. Tính nết nhu mì tiên cô nàng giàu, tính nhìn nết nhu mì đầu xuân dâng hoàng còn tuấn ma, để hè sang ông bày đi chân đồng. Thank you.
này khúc đàn thông miệng cá rồi đôi tay này đàn ngủ cung nghe non dâng chiếc lược ngà đôi tay trải chuốt sao thật là khéo tay yêu điều ai tây tiên cô nàng chín yêu điều ai tây ngày ngày cô một đôi dây để hầu ông mua lượn bài bóng tiên cô nàng ơi cô mua lượn bài bóng canh ba giờ cầm đèn lồng ba bước ra quạt nước pha trà còn đi đôi cô quạt nước pha trà ấm tiên bình ngọc đôi tay cô dâng ra đủ 12 cô hầu hạ quan hoàng xong nghi loan trường huệ ban loan say cũng lụy mà không say cũng buồn khoảng trời đất dọc nghi ngang ngang dọc chỉ anh hùng vun đúc trái càng khôn thổ mang nồi đồng lệnh sai thổ mang nồi đồng con dư ông bảy hoàng về bảo hà tố đôi việc quan ngồi cùng ngọc bệ chi tôn song sơn nguyên xưa cô hậu mẫu đền song khuyên khai cửu tình cô hậu trong nghi ba tòa hoàng tung cánh lên đi mây ngựa về cửa ai nghĩ lá cây về rừng trần tục nghe tiếng
những anh linh như dục ý nhờ thế gian đời xưa dọn quán bát hàng nhân dân đi kỷ niệm mà lập đền nghề kỷ công xong phố nghi cát ni riêng âm dương nghi quan mát ni ai hay âm thầm chờ gió non tây phất cỏ nương nghi từ tung bay y ngờ lòng đang trong đến người đàng ngoài cho chi đàng trong ai mà biết phép cô chín sòng để giúp cho vậy ấm no cầu sao được vậy ấm mi no cho buôn may như bán tốt cô đổ cho trả để cô non đỏ hài nghi xanh đem về tiến mẫu cô lấy công dành cho thánh đồng đền chung nghe mi đình mời cô lại sang đền chung hay còn nam mi bắc tây đông đi chốn nào
quan ngọc châu trong giao đài tủ chót nặng lời nguyện bể sâu chưa
cõi Tây Nguyên chưa về cô vẫn, ảm đạm trời hè. Rồi anh linh nghĩ nghĩa đã quét sạch rồi, lòng người đã chờ